Ngày 23 tháng 8, xã Phú Vinh đã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện Tân Lạc năm 2023. Đồng chí Bùi Thị Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đồng chí Thượng tá Bùi Văn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Lạc đã đến dự. Cuộc diễn tập được chia làm hai phần: phần luyện tập cơ chế và phần thực binh. Phần luyện tập cơ chế với tinh thần luyện tập nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao và vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của địa phương. Các giai đoạn diễn tập được thực hiện tuần tự theo nội dung. Việc xử lý tình huống ra các nghị quyết và tổ chức điều hành của Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã có trọng tâm, sát với thực tế. Trong đợt diễn tập lần này, lực lượng vũ trang xã và bà con nhân dân địa phương tổ chức phát quang làng xóm, vệ sinh môi trường và san lấp hai bên lề đường tại khu vực xây dựng công trình thế trận quân sự thuộc xóm Ngau và xóm Giác với tổng chiều dài 708m. Qua diễn tập nhằm nâng cao nhận thức về quốc phòng an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ, bảo vệ địa phương khi có tình huống xảy ra.